Ngày nay, khoa học công nghệ đã trở thành động lực chủ yếu cho sự phát triển của các ngành, các lĩnh vực trong quân đội. Nhận thức rõ về điều này, bên cạnh việc hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, các nhà trường quân đội rất chú trọng việc phát triển mô hình nhóm nghiên cứu mạnh, chuyên sâu để vươn lên làm chủ công nghệ, hướng tới xây dựng hiệu quả các nhà trường thông minh. Ghi nhận về nội dung này tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Hải quân và Trường Sĩ quan Thông tin. Với định hướng trở thành trường đại học nghiên cứu, việc đầu tư trọng điểm về công tác nhân sự cán bộ, thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh được Học viện Kỹ thuật Quân sự hết sức quan tâm. Nhóm nghiên cứu mạnh tập hợp những chuyên gia hàng đầu trong một lĩnh vực, hoặc có thể tuyển chọn từ nhiều khoa, chuyên ngành với mục tiêu cao nhất là cho ra đời những sản phẩm có tính ứng dụng cao, phục vụ cả công tác quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội. Nhiều sản phẩm ghi dấu ấn hoặc đạt các giải thưởng lớn của Học viện những năm qua đã ra đời từ mô hình này. Học viện rất là coi trọng cái việc là nâng cao cái chất lượng đội ngũ. Thế do vậy mà Học viện đã quyết liệt thực hiện các cái kế hoạch mà Học viện đã xây dựng trong cái việc nâng cao cái trình độ cán bộ nói chung và đặc biệt là đối với cán bộ giảng dạy thông qua cái việc là các cái kế hoạch phát triển chức danh chuyên môn kỹ thuật, phấn đấu trở thành giáo sư, phó giáo sư, các cái nhóm nghiên cứu mạnh. Để mở ra triển vọng, cơ hội phát triển cho đội ngũ nghiên cứu khoa học, Trường Sĩ quan Thông tin đã tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều công ty doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, phát triển các phần mềm công nghệ thông tin. Từ đây, dần hình thành khu công viên phần mềm quân đội, một yêu cầu của Bộ Quốc phòng và binh chủng đối với nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất hiệu quả, phù hợp, đáp ứng được các hoạt động nghiên cứu, định hướng ban đầu của nhóm nghiên cứu mạnh. Trên cơ sở hạ tầng đã được đầu tư một cách cơ bản như hiện nay, chúng tôi sẽ tập trung vào củng cố cơ sở vật chất, tập trung vào nâng cao chất lượng các khóa đào tạo tiếng Anh trong và ngoài quân đội. Từ đó, để đẩy mạnh cái việc tạo nguồn nhân lực cung cấp cho thị trường trong nước và thị trường nước ngoài. Tại Học viện Hải quân, các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học luôn được định hướng cụ thể phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, đội ngũ giảng viên chú trọng bồi dưỡng cho học viên kiến thức, phương pháp học tập làm chủ, đảm bảo sửa chữa, bảo dưỡng các vũ khí trang bị hiện có. Nhiều mô hình học cụ trực quan sinh động đã ra đời từ quá trình đam mê tìm tòi nghiên cứu của các cán bộ, học viên, nhà trường. Thông qua những cái mô hình học cụ này, thì học viên cũng tiếp tục nghiên cứu, tạo cái niềm say mê nghiên cứu khoa học cho học viên, cũng như nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau khi ra trường. Cùng với xây dựng nhà trường thông minh, việc phát triển mô hình các nhóm nghiên cứu mạnh đã trở thành nhu cầu thiết yếu lâu dài trong chiến lược phát triển giáo dục đào tạo của các nhà trường quân đội. Bởi lẽ, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh là để hình thành những nhà khoa học đầu ngành, cho ra đời những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, tầm cỡ quốc gia và khu vực, khẳng định vị thế của quân đội nhân dân Việt Nam.